Ruồi lính đen côn trùng có ích. Một số nghiên cứu cho kết quả rằng ruồi lính đen là côn trùng có ích chỉ bằng phương pháp ăn và tiêu hóa. Ruồi lính đen có thể làm giảm đến 90% lượng chất thải cũng như các mầm bệnh. Ruồi lính đen trưởng thành và ấu trùng không mang mầm bệnh. Do vậy, chúng không là tác nhân truyền bệnh cho người và vật nuôi. Một điều đặc biệt là ruồi lính đen trưởng thành không có miệng và do đó chúng không ăn, không cắn phá, không gây hại con người, cây trồng và vật nuôi. Phần lớn thời gian đều dành cho việc nghỉ ngơi nên loài ruồi này không neo đậu trên thức ăn của con người. Lợi ích mà ruồi lính đen mang lại. Trong chăn nuôi, ấu trùng ruồi lính đen được dùng làm nguồn thức ăn đầy dinh dưỡng, giàu protein, canxi, phốt phơ để vỗ béo heo. So với chi phí sử dụng thức ăn viên của các công ty sản xuất và phân phối trên thị trường, thì ấu trùng ruồi lính đen lại có chi phí thấp hơn khá nhiều và giá trị dinh dưỡng nguồn thức ăn này lại vô cùng giàu có. Phân của chúng cũng được sử dụng làm thức ăn rất tốt cho các loài chùn như chùn quế. Trong trồng trọt, phân ấu trùng ruồi lính đen còn lại trông như bã cà phê, màu đen hoặc nâu đậm và nhuyễn, được xem như là một loại phân hữu cơ, giàu dinh dưỡng và nhiều lợi khuẩn, có thể dùng để bón bổ sung cho cây trồng hoặc cải tạo đất bạc màu. Trong ứng dụng xử lý rác thải, chỉ bằng phương pháp ăn vào và tiêu hóa, ấu trùng ruồi lính đen có thể đem đến nhiều lợi ích. Với cấu trúc miệng lớn và mạnh, ấu trùng của chúng ăn tất cả các chất thải hữu cơ một cách nhanh chóng trước khi các hợp chất hữu cơ có thời gian phân hủy và tạo ra mùi hôi, do đó loại bỏ được mùi hôi của rác. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn xây dựng được mô hình nuôi ruồi lính đen hiệu quả nhất. Hãy liên hệ đến ruồilinhden.com.vn để nhận được sản phẩm và dịch vụ tư vấn tốt nhất.